bao lần? 2 tuần một là tuần 2 lần. Xin kính chào các bạn và các bạn. Vâng, các bạn, mọi người đang ngồi đây cùng với dàn hai anh em của mình và hôm nay như thế này video dịch corona đang diễn ra và hôm nay thì để đảm bảo an toàn, anh đã mua rất nhiều đồ chơi đây về cho chúng ta. Là các bạn biết không, đây là mùa dịch thì các bạn cứ yên tâm ở nhà mua sắm online. Thì ngày 27/3 này sẽ là sinh nhật Lazada, anh em sẽ truy cập vào link bên dưới tất cả những món đồ hôm nay mình đem ra chơi. Ngày hôm nay tất cả những con món hàng các bạn đã nhìn thấy đây đều sẽ được bày bán tại Lazada và sẽ tặng một cái bao chơi cho các bạn trị giá 30.000 đồng. Link thì sẽ để mô tả bên dưới video. Ok, hôm nay thì Lazada gửi cho mình rất nhiều đồ chơi và anh em hôm nay sẽ cùng nhau chơi với trò này được không? Ừ. Rồi. Chơi có chó. Nhà có chó dữ. Trò gì nữa? À, trò hải tặc. Trò này thì mình biết rồi. Trò này. Trò cá sấu lên bờ. Trò này quá. Tai nghe dành riêng cho anh. Tai nghe dành cho trẻ con. Đây là cái gì? Máy phát hiện nói dối. Cái này hay, mình sẽ chơi từ cái này. Và đập đá nhỉ? Cho đập đá. Rồi ok. Thì ai đây là fan của Lê Bảo thì chúng ta sẽ chơi đằng này cuối nhá. Rồi, anh muốn chơi đó là máy phát hiện nói dối nhá. Là tiếng Trung được. Turn on the switch chưa? Turn on the switch chưa? Ở đâu á? Quạt quạt. Nó hiếm đi. Rồi. Chị Linh thông minh quá. Hiếm quạt. Rồi, ok. Sợ rồi, anh ơi. Rồi. Đấy, giờ hỏi. Hỏi gì đây? Cứ bao lần? 2 tuần, một là tuần 2 lần. Quả sao? Chưa xong. Quạt, quạt, quạt. Đau rồi, đau rồi. Đưa em đây, Linh. Em dám chơi. Không chơi đâu. Uầy. Hỏi đi. Em không đếm được. Em chưa yêu ai gì? Còn Trinh đúng không? Vâng, em còn Trinh. Xạo chó, xạo chó. Chị Linh đang chơi đi. Ôi, phải chơi đây. Ôi, thật là đau. Nhanh lên. Đau lắm hả Linh? Bây giờ chị cứ nói thật đi. Nó không nói thật nha. À, cứ nói thật thế nào? Em là nam hay nữ ấy? Nữ ạ. Chắc nữ không? Đặt tay xuống. Chị ơi, chưa hết, nó phải hết nhạc cơ. Không phải, phải rút tay ra. Nói đúng thì, nói đúng sao nó giật được. Cái con này, cho chân vào. Không, mình đang phải chơi đây, mình đang chơi. Thổ mất tay con này, thổ con giật đi nhỉ. Cho mà đi, mệt quá, chị già nhất rồi. Nhanh lên, chị già nhất rồi. Nhanh lên, cứng rắn lên, mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên. Ai thôi. Em sợ là thôi. Tặng cười rồi, ok. Em đang độc thân đúng không? Vâng. Chắc chắn chưa? Chắc chắn. Cái này mà phải mang ra bên kia. Rồi, ok. Chúng ta đến với trò con chó. Làm thử là xé nhát. Đây là nhát nha. Xin nhấn thử nhá. Mày tự chơi mà mày thì có điên. Một lá màu vàng. Máy kinh quá. Rồi. Em kìa Linh. Ngáy như văn máy vậy. Không. Xanh. Anh Tú. Anh Khôi. Trời ơi. Sợ ghê là dễ. Kiểu là dễ. Là dễ. Nào. Mày phải tin tao. Nó ngửi chị ấy. Được chưa? Ôi. Giỏi quá. Hai cái màu xanh. Ừ.
Có cả hai cái màu xanh nữa. Quả đội mũ gỡ bò. Nó rộng lên à? Thanh lịch, thời trang. Cái này dùng cơ, cái này dùng cơ. Cá sấu nha sĩ. Vân, Vân ơi. Này, giữ tay lại. Tiến số đỏ đây, bấm đi Linh. Không có đau không? Không. Sợ có đau đâu, không đau mà. Như dạng dạn, ấn đi. Con kia. Em để tay ở đấy chứ. Đau rồi mới sướng. Yết. Lại Yết bắt nữa này. Yết. À, chết tôi rồi. Ngoài tôi xong rồi. Ấn đi, ấn đi. Giữ tay nha. À. Rồi, để ra trò kia đi. Đá con luôn. Ê, cắm bừa à? Ừ, cứ đá vào thôi. Ồ, tao tưởng là cắm thông màu. What the fuck? Thử với anh nhanh đi. Tổng đài rồi, anh chơi trước. Sao hơi một cái kinh khủng ạ? Anh để thế là sẽ mũi tên lúc nào sẽ xuống dưới. Kệ mẹ tao, đập một cái màu trắng không? Mục đích của mình là gì đã? Thì ai mà để nó rơi thì là không có nhân phẩm đấy. Thế hả? Ừ, để rơi nhân phẩm anh ạ. Nào, tập nhẹ thôi. Okay. Mắc ba lê. Em mệt rồi. Một xanh, một trắng này. Đây, tao biết tao sẽ đập cái gì để nó không rơi rồi. Đập đầu mày ấy. Đập cái thôi đấy. Nhìn mà biết là sắp rơi rồi. Đập đấy rồi đấy. Phải cười. Vân, Vân giết chim. Vân giết chim. Vân giết chim. Một một trắng. Một trắng. Một trắng. Ừ, trắng hà phết đấy. Vân giết chim. Quả rồi. Đây. Ô, có hai cái à? Quả. Quả. Rồi. Mày đưa đấy. Đừng đập vào đấy. Trắng đi à? Đập rồi. Đập lên. Đập đi. Đập đi. Vân giết chim. Vân giết chim. Ơn giết chim. Vâng, như vậy qua video lần này các bạn thấy rằng là trong những ngày dịp lễ corona được nghỉ như này thì chúng ta nên ở nhà tranh thủ mua những đồ chơi về mua sắm online quá là tuyệt vời. Và đây là nhân dịp sinh nhật Lazada vào ngày 27 tháng 3 sẽ có rất nhiều chương trình các bạn. Tất cả trò chơi chơi ngày hôm nay, tất cả mặt hàng các bạn nhìn thấy đây đều sẽ được bày bán trên Lazada. Anh em nhớ truy cập xuống bên dưới để nhận cả bao chơi nhá. Hẹn lại bạn các video lần sau. Chơi nhất anh em. Anh ơi, em tưởng người ta cầm thật trên 5 người. Đi bộ.